Truyện cổ tích Ăn khế trả vàng. Ngày xưa ngày xưa, có hai anh em nhà kia, cha mẹ mất sớm, họ phải nương tựa nhau mà sống. Khi đến tuổi trưởng thành, người anh lấy vợ và không muốn ở chung với em mình nữa, nên quyết định chia gia tài. Vốn tính tham lam, người anh lấy hết nhà cửa, ruộng vườn và trâu bò của cha mẹ để lại, chỉ để cho em một túp lều nhỏ và mảnh vườn con, trong đó có cây khế ngọt. Với bản tính hiền lành, chất phác và luôn biết nhường nhịn, người em không chút phàn nàn, ngày ngày chăm bón cho cây khế và cày thuê cuốc mướn để kiếm tiền nuôi thân. Năm ấy, cây khế trong vườn bỗng sai quả lạ thường, cành nào cũng trĩu quả ngọt và vàng ruộm. Người em nhìn cây khế mà lòng khấp khởi mừng, thầm tính chuyện bán khế lấy tiền đong gạo. Một hôm, có con chim phượng hoàng từ đâu bay đến, mổ khế ăn lia lịa. Thấy thế, người em vừa khóc vừa nói: "Chim ơi, nhà tôi chỉ có một cây khế này thôi, tôi định bán khế lấy tiền đong gạo. Chim ăn hết thì tôi biết sống bằng gì?" Chim vừa ăn vừa đáp: "Ăn một quả trả một cục vàng, may túi ba gang mang theo mà đựng." Người em nghe chim nói vậy cũng đành để chim ăn. Mấy hôm sau, chim lại đến ăn khế. Ăn xong, chim bảo người em lấy túi ba gang đi lấy vàng. Chim bay mãi, qua núi cao, qua biển rộng bao la và đổ xuống một hòn đảo đầy vàng bạc và châu báu. Người em đi khắp đảo, nhìn ngắm một hồi, rồi lấy vàng vừa đủ, bỏ vào chiếc túi ba gang. Lấy xong, người em lên lưng chim, bay trở về túp lều quen thuộc. Từ đó, người em trở nên giàu có. Cuộc sống đã dư dả hơn trước rất nhiều, nên người em chia sẻ thóc gạo và tiền bạc với những người nghèo khổ trong làng. Ai nấy đều yêu quý sự rộng lượng và tốt bụng của người em. Nghe tin em mình trở nên giàu có, người anh liền sang chơi, tò mò gặng hỏi đầu đuôi câu chuyện. Sau khi biết rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, người anh đòi đổi hết nhà cửa, ruộng vườn và trâu bò của mình chỉ để lấy cây khế ngọt. Chiều lòng anh, người em hiền lành cũng đồng ý đổi. Từ đó trở đi, vợ chồng người anh chuyển đến sống trên mảnh vườn nhỏ và đợi đến ngày khế chín. Mùa khế đến, cây lại sai trĩu quả, từng chùm khế vàng ruộm đung đưa trong gió. Một hôm, chim phượng hoàng lại tới ăn khế. Vợ chồng người anh giả nghèo giả khổ, than khóc thảm thương. Chim phượng hoàng bèn nói: "Ăn một quả trả một cục vàng, may túi ba gang mang theo mà đựng." Người anh mừng quá, dục vợ may liền chiếc túi, nhưng không phải ba gang mà là đến tận 12 gang, để đựng được thật nhiều vàng. Hôm sau, chim phượng hoàng đến đưa người anh ra đảo lấy vàng. Đến nơi, thấy đảo vàng lấp lánh, người anh đã hoa hết cả mắt, vội vàng vừa lấy vừa để thật nhiều vàng bỏ vào chiếc túi lớn. Sau đó lại còn dắt thêm đầy vàng quanh người. Trên đường về, phượng hoàng đã cố sức bay, nhưng đường xa quá mà vàng thì quá nặng. Mấy lần chim lảo đảo bảo người anh vứt bớt vàng đi cho nhẹ, nhưng anh vẫn khăng khăng ôm lấy túi vàng. Chim phượng hoàng nặng quá, không thể giữ thăng bằng, cánh nghiêng một bên, khiến người anh tham lam cùng túi vàng rơi tõm xuống biển sâu.
Quack, 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 quack.